Chào các bạn, ở đây là một cái máy in màu của Canon các bạn nhé. Đấy, đây là cái máy in màu Canon. Ở đây ấy, thì các bạn có thể để ý này, thì có một số bạn ấy thì hỏi mình là cái máy in màu khi mà in trong trường hợp in nhiều ấy thì nó hay bị xảy ra một số lỗi này nọ ấy. Rào nào thì đầu phun quá nhiệt hay là các thứ, lỗi B200 được ạ. Đó, những cái trường hợp mà liên quan đến lỗi đầu phun như vậy là do đa số các bạn in quá nhiều các bạn nhé. Đấy, in quá nhiều ấy thì các bạn sẽ xảy ra cái tình trạng như vậy đó. Bởi vì in quá nhiều, tại sao nó xảy ra như vậy? Bởi vì ấy, khi mà in quá nhiều ấy thì cái đầu phun của chúng ta xuống cấp rất là nhanh chóng các bạn nhé. Nhất là đầu phun của Canon ấy. Đấy, đây là một cái máy in phun màu của Canon các bạn ạ. Ở đây là có một cái cụm đầu phun ở đây, nhưng mà mình đang tháo cái cụm này ra để kiểm tra và sửa chữa các bạn ạ. Đó, sửa chữa thay thế thì nó khá là dễ, nhưng mà tìm ra lỗi thì nó khó hơn vạn lần so với sửa chữa và thay thế. Đó, thì ở bên này ấy, thì các bạn có thể thấy này, ở bên dưới này là cái cụm đầu phun đấy, cụm bơm hút ở bên dưới, còn đây là cái cụm đầu phun này. Đây, đó, ở bên này là có, ở bên này có bộ phận cơ này, có phần thước 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 tròn này. Thước tròn này nó sẽ điều khiển cái kéo giấy ở phía dưới này các bạn nhé. Đấy, cái thước tròn này ấy, thì nó sẽ đọc và kéo giấy ở phía dưới này. Và cái thước này là thước di chuyển đầu phun, được chưa? Các bạn hiểu chưa? Cái thước này là thước phim di chuyển đầu phun, và cái thước này là thước kéo giấy. Tại sao giấy của chúng ta khi mà chạy ra ấy, tốc độ nhanh chậm khác nhau ấy, đầu phun chuyển di chuyển nhanh chậm, và cái kéo giấy này nó cũng có thể điều chỉnh nhanh chậm được, nó đều do hai cái thước này kiểm soát. Bởi hai con sensor này nó sẽ nhận tín hiệu về vi xử lý ở bên cái mạch điều khiển chính ở bên này. Đấy, đây là cái main chính các bạn nhé. Đó, ở bên này ấy, thì khi mà đa số những cái máy in phun màu bình thường ấy thì nó sẽ đạt, một cái máy in nào cũng thế thôi, thì nó sẽ đạt công suất và tối đa cho một tháng là bao nhiêu. Nếu các bạn in quá cái công suất đấy thì máy vẫn hoạt động được, nhưng mà nó sẽ sinh ra lỗi. Cho nên ấy, để giải quyết cũng như là để nó chạy ổn áp ấy, thì đối với những cái dòng Canon ấy thì các bạn không nên in quá. Ví dụ như máy của những cái nhà sản xuất chế tạo ra, người ta yêu cầu là có được in liên tục hay không, và in liên tục trong vòng bao nhiêu tờ. Đấy, ví dụ như có những cái máy in ấy, các bạn có thể là các bạn in được ví dụ như vài trăm tờ, nhưng mà các bạn sẽ phân ra in khoảng 4 đến 50 tờ, các bạn dừng tầm khoảng 5 đến 10 phút, sau đó các bạn mới in lại. Tránh trường hợp là các bạn máy của các bạn thấy là cứ nó in trên chiên chu quá, thì các bạn cứ lệnh cho nó in hàng ngàn tờ luôn. Thậm chí quá công suất của máy rồi mà các bạn không cho nó ngừng nghỉ nữa thì dẫn đến tình trạng hỏng luôn thôi. Đây là gọi là lỗi do người sử dụng của bên thì tại người. Thực ra máy móc này thì nó cũng không hề là nó hoạt động trơn tru đâu, nó cũng phải cần thời gian nghỉ ngơi, được chưa? Đó, cho nên các bạn cần lưu ý đối với những cái dòng Canon ấy thì các bạn sẽ chỉ việc in vài chục tờ sau đó các bạn dừng, được chưa? Còn đối với những cái dòng máy khác ấy, có nhiều dòng máy thì nó cứ cắm đầu liên tục được, nhưng mà có những cái máy ấy, ví dụ như hình là máy phun màu của Canon ấy, thì các bạn sẽ phải dừng các bạn nhé. Đấy, không thì các bạn sẽ bị tình trạng là bị dỡ ra toàn bộ máy như này luôn, được chưa? Đó, để kiểm tra lại. Đấy, đây là điều mà lưu ý với các bạn, được chưa? Đấy, máy Canon ấy thì đầu phun của dòng Canon ấy thì đa số là, nếu mà về vấn đề đầu phun ấy thì thường nó sẽ đắt các bạn nhé.
đây vài vài triệu một chiếc đầu full của Canon này nó cũng thế đấy, cho nên là các bạn đặc biệt là các bạn lưu ý đối với dòng Canon ạ. Máy nào cũng thế thôi, thường đầu full của nó sẽ đắt hơn máy rất là nhiều. Ví dụ như một cái máy các bạn, ví dụ như chẳng hạn các bạn một cái máy full màu ấy thì nó có giá 10 triệu chẳng hạn, thì cái đầu full của nó sẽ lên đến tận 5 triệu các bạn nhé. Đấy, đầu full nó chỉ là một cái khoảng không vào trong cái này thôi, cái đầu các chip này thôi. Nhưng mà các bạn sẽ phải bỏ tiền ra mua một chiếc đầu full để thay thế. Đó. Cho nên là các nhà những cái người sử dụng ấy, mình thấy đa số những người sử dụng ấy thì có một cái câu nói ví von là khi mà máy hỏng ấy, cái dạng máy in mà hỏng đầu full ấy thì chúng ta nên mua máy mới, không nên thay đầu full. Đó. Không biết câu nói này có đúng hay là hợp hợp với các bạn hay không. Đấy ạ. Đầu full Canon thì còn dễ, đầu full Epson này thì thường nó sẽ có đá đắt hơn đấy nhá. Đấy. Cho nên là một cái câu nói khá là hay, thú vị như vậy. Đấy, còn có bạn nào có hỏi thắc mắc gì không? Còn thực ra về vấn đề sửa máy in full này ấy, thì máy in full này khi mà sửa chữa cái máy in full này ấy, thì với một cái mức giá như nào các bạn, máy in full này ấy còn tùy thuộc vào cái tìm lỗi đó, linh kiện thay thế được chưa, đó tìm lỗi linh kiện thay thế cũng như là cái công sức bỏ ra thì sẽ bằng thường những cái tiền linh kiện của cái máy này ấy. Thì cũng tùy từng máy thôi, ví dụ như chẳng hạn nó có thể tìm dễ hay tìm khó được chưa? Tiền linh kiện là bao nhiêu thì cộng vào, còn công thay thế, công thay thế và công tìm lỗi đấy, đã mất công ra thì các bạn sẽ phải cộng số tiền vào để phù hợp với cái giá tiền của cái chiếc máy nó nữa đấy, thì sẽ ra cái số tiền mà cần phải sửa cho một chiếc máy được chưa. Đó, còn đối với trường hợp linh kiện bây giờ các bạn bảo là có một số máy ấy, thì các bạn nên nếu mà muốn tìm được những cái linh kiện mà nó dễ thay thế ấy, mà sửa chữa ấy, thì các bạn nên mua những cái máy đời mới ấy, thì có thể dùng được 3 4 năm được chưa? Thì các bạn vẫn có linh kiện để thay thế. Còn đối với trường hợp các bạn mua những cái máy cũ cũ một tí ấy, ví dụ như dòng ví dụ như ở đây chẳng hạn có những dòng Canon máy full màu Canon 6560 ấy, hiện tại nó không có hàng rồi. Bây giờ kể cả đầu full nó cũng không có để mà thay nữa cơ. Nó chỉ có những cái linh kiện hàng tháo máy thôi. Đấy. Cho nên các bạn nên nâng cấp lên những cái dòng cao hơn được chưa? 6860 được chưa? Và những cái dòng cao hơn nữa. Đấy. Mà điển hình của những cái dòng máy in full này ấy, mình cũng phải giá nói khẩu nói với bạn này là nó hay bị lỗi vặt linh tinh rất là nhiều. Đó, lỗi vặt linh tinh rất là nhiều. Khi mà các bạn sử dụng ấy, thứ nhất là muốn bền máy ấy thì các bạn phải biết sử dụng. Đó. Gọi là phải nhẹ nhàng, nâng niu, nâng trứng như là nâng hoa ấy. Đấy, nâng trứng, hứng như những hứng hoa. Đó. Bởi vì cái máy này nó nhiều lúc nó rất là nhiều linh kiện khác nhau và muốn được cái hình ảnh nó đẹp và sắc sảo ấy thì nó cần phải rất là nhiều yếu tố trơn tru hoạt động ấy. Đó, từ từ đầu in từ mọi thứ mà cái chất lượng bản in ấy, thì nó liên quan đến đầu in. Đấy. Cho nên là các bạn cần phải chú ý cho mình. Đấy, cho nên là nhiều bạn là thay thế các thứ thì khó khoảng ạ. Đấy. Linh kiện là bây giờ chủ yếu là những cái máy nào các bạn mua máy mới đắt tiền một tí, có những cái máy đời mới nó sẽ đắt tiền một hơn một tí, nhưng mà để các bạn có linh kiện thay thế về sau ấy thì nó sẽ dễ hơn, dễ về về thay thế hơn. Được chưa? Dễ về thay thế hơn. Còn những cái máy cũ một tí ấy, thì nó dễ bị đào thải nhanh. Được chưa? Đó. Bởi vì là bây giờ những cái máy cũ hơn một tí ấy, là một thời gian sau thì nó kể cả đầu full nó cũng không sản xuất rồi, với 6560 bây giờ nó chuyển sang những cái đầu full 6860 này, 6770 này. Đấy. Đó, thì nó sẽ là đời mới, còn những cái đời cũ hơn nữa thì nó công nghệ ấy, thì nó sẽ đào thải theo thời gian. Không ai chung thủy với công nghệ cả các bạn ạ. À. Các bạn nghe nói cái đầu câu nói này chưa?
Công nghệ thì chúng ta không nên chung thủy, bởi vì công nghệ lúc nào nó cũng mới, theo thời gian một thời gian sau thì các bạn sẽ bắt buộc là phải nâng cấp rồi, được chưa? Đó, công nghệ thì nó lúc nào cũng mới, theo thời gian một thời gian sau thì người ta sẽ không làm cái cũ nữa, người ta có phát triển công nghệ mới, lúc nào nó cũng đi lên, cái các bạn đã xác định là công nghệ là nó sẽ mới luôn, được chưa? Đó, nó sẽ tìm ra ví như 1 năm hay 2 năm thì ra những cái sản phẩm chiếc điện thoại mới các thứ, nó không bao giờ nó sẽ lỗi thời theo thời gian đâu, nó sẽ cũ, nó sẽ mới, được chưa? Nó sẽ mới và cải tiến hơn, tốt hơn cái dòng đời trước đấy. Đấy, những cái máy móc này cũng thế. Đó. Cho nên là các bạn cần phải định hướng những cái máy mà nó có, tuy rằng nó đắt tiền hơn một chút nhưng mà về sau ấy thì nó có thể thay thế và nó hoạt động nó cũng sẽ được tốt hơn. Đấy, riêng về bài về, về về những cái máy móc của nó là như vậy các bạn. Đó. Mình đang fix cái lỗi của cái máy in full này các bạn. Đó. Hiện tại tháo ra cũng đang xem nó nháy nọ nháy kia như này để xem tình hình như nào. Đó. Để phương án giải quyết các thứ. Mà tìm như này nó rất là mất thời gian các bạn ạ. Đó, cho nên là tiền công mà sửa những cái dòng máy này thì nó cũng không phải ít các bạn. Đó. Cái máy in full này nó không giống như máy in thường các bạn nhé. Bình thường cái máy nó hoạt động được tốt ấy. Ví dụ như vào mùa hanh khô ấy, thì cái máy in full này ấy, nó rất là hay tắc đầu phun các bạn, đặc biệt là các bạn sử dụng những cái mực nó kiểu như mực dầu ấy, nó hay bị tắc đầu phun các bạn hiểu chưa? Đấy. Còn đối với những cái máy bằng máy in laser bình thường ấy, nó sử dụng cái mực bình thường ấy thì nó có thể nó không sao, được chưa? Ví dụ như chỉ sợ sôi nồm mỏng một tí thôi nó bị giấy ẩm ướt một tí, nồm ẩm nó khó ra một tí thôi. Chứ còn dòng máy phun này vào những cái mùa đông mà hanh khô ấy, mà các bạn chạy mực dầu ấy thì nó rất hay bị tắc. Đấy, những cái máy mà nó có sử dụng mực dầu ấy, mực nước thì nó có nhưng mà nó tỷ lệ nó thấp hơn. Đấy, nhưng trừ phi các bạn chạy những cái mực ngoài ấy, nó có thể nó hơi bị vón cục ở phía đầu phun một tí. Đấy, nhưng mà cái dòng máy mà sử dụng mực nước chính hãng có vẻ nó sẽ đỡ hơn. Được chưa? Nhưng mà nó vẫn bị các bạn nhá, nếu mà bị hanh khô quá, cái thời tiết mà nó bị hanh khô ấy vào mùa đông ấy, nó độ ẩm thấp cũng như các thứ. Đây các bạn để ý vào đây, các bạn thấy là cái mình đã thấy một lỗi nữa rồi này, khi mà bật máy lên này, cái kéo giấy này các bạn thấy là nó kéo nó không nhịp nhàng, nó cứ giật khục ấy. Đó. Thì cái này nó bị lỗi ở phần cơ hoặc là nó bị lỗi ở phần thước đọc rồi. Đấy, khi mà nhìn nhau như này chúng ta có thể phán đoán được lỗi luôn là nó có bộ ở bộ phận đấy rồi. Bạn xem này, mở lên này. Thấy một lỗi rồi. Đây các bạn thấy chưa? Nó kéo này. Nhìn vào đây là chúng ta có thể biết được luôn, mặc dù chúng ta chưa cần kiểm tra đâu các bạn. Đây này, cái thước đọc ở đây nó bị mất mất một vạch ở đây các bạn thấy chưa? Đây. Khi mà in ra như này thì nó sẽ bị thiếu nét các bạn nhé. Nó vẫn in ra được nhưng mà nó bị thiếu nét do cái phim của nó ấy, mà đọc qua nó không loát được cái phần chỗ mà định vị được cái trục kéo giấy ấy. Đấy. Nhiều lúc tìm ra lỗi như này nó rất là khó các bạn nhé, nó khó hơn là các bạn lắp ráp rất là nhiều. Nhiều lúc lắp ráp vào, thực ra những cái mạch này công ty người ta sản xuất ra những cái linh kiện này người ta mới 100% người ta lắp ráp vào thì nó rất đơn giản, nhưng mà khi mà bị lỗi như này ấy, tìm lỗi nó mắc lỗi ở đâu ấy, thì nó cực kỳ khó luôn, mà nó phải mất một cái thời gian rất là lâu các bạn. Thực ra những cái công ty nhiều bạn bảo đi, em đi lắp ráp công ty dòng máy này dòng máy nọ, thực ra lắp ráp kia nó rất đơn giản các bạn, nó đã có quy trình, nó đã có công đoạn này, lắp ráp rất đơn giản, nhưng mà khi mà các bạn tìm ra lỗi như này nó rất là khó luôn, nó phải mất một cái thời gian để
để nó bị lỗi ở đâu, biết là nó có những cái linh kiện đấy rồi, nó ở cái bộ phận đấy rồi, nó đảm nhiệm rồi, nhưng mà các bạn vẫn phải mất một cái thời gian để các bạn kiểm tra, phải không ạ? Phải mất một thời gian để kiểm tra cũng như là các thứ đấy. Rồi ok các bạn nhé, các bạn có câu hỏi nào liên quan thì các bạn